giới thiệu anh em bộ cò lăng dành cho quay rim. Bộ cam cò này, bộ cò lăng này á là giá là 180.000 một cặp. Cặp cò lăng này á nó dành cho quay rim cấp 67. Cò này là cò 20, không xài mắt kiến nha anh em. Nói chung là cặp cò này là xài được cho tất cả các mẫu cam thông dụng đang có ở trên thị trường, từ cam viên tới cam độ. Đây là cái nắp đầu để đi cam cò lăng. Tại vì nếu mà anh em đi cò lăng bắt buộc phải đi cái nắp đầu này, nó có độ hõm sâu để không bị đụng. Khi cái cam nó quẹt lên nó qua đỉnh á, nó sẽ không bị đụng. Giá cho cái nắp đầu này là 100.000 một cái, cũng như trọn bộ cho trọn bộ cặp cò lăng và nắp đầu là 280.000. Giá là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Giá tại cửa hàng. Rồi mình xin giải thích thêm luôn. Cái cò lăng này là xài cho những cái cây cam nói chung là thông dụng trên thị trường, cái gói cam hồi xưa giờ. Còn cái mẫu cam mà bên mình bán 650 một bộ cam cò dành cho xe độ á, là từ trái 52 đến trái 6X, thì nó là một mẫu cam khác riêng của lò Hiệp 303 nha anh em. Đây anh em thấy cái gói này, cam này nó rất là màu không? Có cam rất là màu. Và con cò lăng để đi cho cây cam ở bên lò Hiệp 303 mình là nó là cam ngắn, cò ngắn. Nó ngắn hơn nè anh em thấy không? Đây so sánh lên cho anh em thấy. Đây con cò ngắn. Nói chung con cò ngắn này nó chỉ sử dụng được đúng cho cây cam ở bên lò của mình, ngoài ra nó không có sử dụng được cho cây cam nào hết. Nên anh em mà trước khi mua, nói mua cò lăng thì phải nói rõ là xe mình đang đi cam gì. Nếu mà đúng cái cam của lò Hiệp 303 bên mình á thì mới xài được cái con cò, con gọi là con cò ngắn. Còn những cái xe đang phổ thông trên thị trường, những cái dòng mà cam bình thường á, nói chung là cam truyền thống hồi xưa giờ, cái mẫu gói truyền thống xưa giờ, à mình cứ nói cho mình là mình sẽ đưa cái con cò này là con cò cò lăng dài, nó dài hơn để nó mới đúng, nó mới chạy được. Chứ mà anh em nói đưa không đúng thì mình đưa con cò nó không đúng nó chạy không được. Nhưng mà cái cặp cò cam cò lăng bên lò Hiệp 303 mà nó chỉ dành cho xe độ, từ trái nói chung là làm độ thôi, xe zin không xài được. Bộ này là 650 cam cò lăng Hiệp 303. Còn cái bộ này là cặp cò không là 180, với lại cái nắp đầu 4 lỗ là 100.000 nữa là 280.000 một bộ, dành được từ cho xe zin nó xe độ, từ cam viên tới cam độ, mà mẫu cam truyền thống nha anh em.